Mùa hè nắng nóng, đang dùng quạt thì tự dưng mất điện ư? Đừng lo, đã có quạt năng lượng mặt trời Rapido. Quạt năng lượng mặt trời Rapido RSF30 sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời, có khả năng tích điện lâu dài, có thể sử dụng lưu động mang đi mọi vị trí. Sản phẩm quạt năng lượng mặt trời Rapido RSF30 được sản xuất theo công nghệ tiêu chuẩn châu Âu, sở hữu động cơ DC siêu êm, siêu bền bỉ, siêu tiết kiệm điện. Quạt mát mà không phát ra tiếng dù với bất cứ cấp độ gió nào. Thiết kế tinh tế, với trọng lượng nhỏ gọn, đặc biệt là bạn sẽ không cần phụ thuộc vào ổ cắm và dây điện, thật dễ dàng và tiện lợi khi có thể mang quạt đi bất cứ nơi nào mà bạn thích. Quạt có 4 chế độ gió, làm mát nhanh chóng, mang lại cảm giác sảng khoái tức thì. Điểm sáng của sản phẩm là khả năng làm mát 360 độ, làm mát không gian phòng ở góc độ rộng, đánh bay oi nóng, cho bạn không gian thoáng mát, thoải mái, dễ chịu. Quạt có thể sạc bằng pin năng lượng mặt trời, sạc bằng điện thông thường, hoặc bạn có thể vừa dùng vừa sạc vẫn được, tối đa hóa tiện ích sử dụng cho mọi gia đình. Thời gian sử dụng quạt sau khi sạc siêu lâu dài, rất tiện lợi để phòng bị cho các trường hợp mất điện đột xuất xảy ra. Nhờ việc sạc điện bằng tấm pin năng lượng mặt trời sẽ giúp bạn giảm điện năng tiêu thụ lên tới 50%, là biện pháp giúp bạn tiết kiệm chi phí điện rất hiệu quả. Quạt năng lượng mặt trời Rapido RSF30 được trang bị điều khiển từ xa, thuận tiện trong quá trình sử dụng, có sẵn chế độ hẹn giờ bật tắt cho mục đích sử dụng ban đêm. Sản phẩm quạt năng lượng mặt trời Rapido là một sản phẩm không thể bỏ lỡ trong mùa hè năm nay, giúp bạn tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ, mát mẻ, tiện lợi, siêu êm ái, năng lượng sạch cho cuộc sống xanh, sản phẩm tuyệt vời dành cho mọi gia đình.